Sáng ngày 6 tháng 7, Công an thành phố trao biểu dương khen thưởng đột xuất đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Tới dự có đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố. Đại biểu quận có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố về thực hiện tấn công trấn áp tội phạm các loại đối tượng, Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường thực hiện đồng bộ các mặt công tác, quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn, không để bị động bất ngờ, đảm bảo an ninh an toàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận đã phát hiện xóa phá chuyên án truy xét 621C bắt một đối tượng có hành vi cướp tài sản, xóa phá chuyên án truy xét 541D đấu tranh với tội phạm có hành vi trộm cắp tài sản, điều tra khám phá vụ việc giết người gây rối trật tự công cộng, bắt 7 đối tượng. Trao thưởng và chúc mừng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận, đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, biểu dương ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ chiến sĩ Công an quận nói chung và đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nói riêng. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Công an quận tiếp tục chủ động tham mưu giúp cho quận trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bám sát địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo công an các phường nắm chắc đối tượng, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, công an quận tiếp tục quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phối hợp chặt chẽ phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản. Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ công an quận phải quyết tâm khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.